Ba. Vũ ơi. Ừ. Mẹ con đâu rồi Vũ? Ai thì sợ ông, còn tôi thì không. Quên. Cậu Tài ơi, chết rồi. Cô chủ đi mất tiêu rồi. Quên. Thầy bỏ tôi ra. Ba con đâu rồi, kêu ba con về đi. Kêu ba con về lập tức cho con đi Vũ. Nếu cần phải lực tung cả cái Sài Gòn này thì cũng phải tìm được đứa con nhỏ về nhà cho tao. Được, tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi sẽ không đến trường nữa. Vì tôi không muốn gặp con người này. Quên.